Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh tư vấn hồ sơ phong thủy của Phong Thủy Tâm Nguyên. Em là Đức Trung, em là trợ lý của thầy Tâm Nguyên. Và trong cái chuỗi video này chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những cái kiến thức liên quan đến tháng vượng để xây mới ngôi nhà hoặc là tu tạo sửa chữa. Trong các video trước đó Đức Trung đã nói đến các anh chị liên quan đến từ tháng 1 cho đến tháng 6, phương vị nào có thể tu tạo được hoặc là hướng nhà nào có thể xây dựng được. Thì để mà chi tiết các anh chị vui lòng nghe lại để nắm được việc là hướng nhà mình có xây dựng được vào các cái tháng trước đó hay không. Làm thế nào để biết được hướng nhà mình? Các anh chị vui lòng là tải ứng dụng La Bàn Việt về máy. Các anh chị dùng điện thoại iOS hoặc là Android, các anh chị hoàn toàn có thể tải được ứng dụng này về. Các anh chị lên kho ứng dụng, tức là lên App Store của iOS hoặc là lên CS Play của dòng điện thoại chạy hệ điều hành Android, các anh chị có thể gõ là La Bàn Việt và sau đó tải nó về. Thì đây là một trong những ứng dụng tuyệt vời mà có thể coi là một trong những ứng dụng la bàn hàng đầu Việt Nam để trong cái việc chúng ta đo mới ngôi nhà hoặc là để phân kim phân vị, hoặc là cũng như cái ứng dụng liên quan đến thức lực cực rất tuyệt vời, hoặc kích tài lộc cũng thể hiện trên cái mặt la bàn này. Thì các anh chị hoàn toàn có thể là tải ứng dụng La Bàn Việt về đo xem là hướng nhà mình là hướng bao nhiêu độ nhé. Sau đó thì báo lại với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi để chúng tôi tư vấn một cách kỹ càng hơn. Về cấu trúc đặt câu hỏi thì các anh chị cũng vui lòng kết hợp với Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi một cách tốt hơn thông qua cái việc đặt câu hỏi để chúng ta rõ ràng những thông tin, bởi vì rõ ràng thì tạo ra sức mạnh, và cái điều đấy khiến cho đội ngũ trợ lý của thầy Tâm Nguyên hỗ trợ các anh chị một cách nó dễ dàng hơn cũng như là hiệu quả hơn, bằng cách các anh chị đặt câu hỏi theo cấu trúc họ và tên cộng với số điện thoại cộng với lại là năm sinh các thành viên trong ngôi nhà cộng với lại là hướng nhà mình là bao nhiêu độ, và câu hỏi đặt ra mong muốn tiếp theo, ví dụ như là năm 2020 hướng nhà này tôi có làm được nhà hay không, hay là năm 2020 hướng nhà này tuổi tôi có động thổ được hay không, hay là tôi muốn tư vấn về khảo sát thiết kế về ngôi nhà của mình vào năm này thì có được hay không. Đấy, rất nhiều các câu hỏi khác nhau, nhưng mà phần thông tin các anh chị cần phải có rõ ràng cụ thể thì Phong Thủy Tâm Nguyên chúng tôi mới có thể là tư vấn các anh chị một cách dễ dàng nhất. Quay trở lại với lại cái tháng 7 âm lịch là cái tháng Giáp Thân. Tháng 7 âm lịch, tháng Giáp Thân, chúng ta có thể xây mới được với nhà hướng nào? Thì tháng Giáp Thân đó là tháng 7 âm lịch, chúng ta có thể xây mới được với cái nhà hướng Nam, và cũng là có thể tu tạo sửa chữa được với phương vị Nam và tại khu vực trung cung của ngôi nhà mình. Tháng 7 âm lịch thường theo hàng năm đó là chúng ta quan niệm đó vào tháng cô hồn, đúng không ạ? Tháng cô hồn, tháng mà dân gian gọi là tháng âm phủ mở quỷ môn quan cho là âm binh âm giới, rồi là những con người đói khổ lên dương gian để mà quấy nhiễu, đúng không? Cái điều này nó chỉ là trong quan niệm mà thôi, còn trong phong thủy khoa học thì chúng ta không xét yếu tố này. Tất cả trong yếu tố khoa học chúng ta cần xét yếu tố về tọa hướng của ngôi nhà, cũng như xét đến các yếu tố thần sát thiên tinh, tức là các yếu tố về thiên tinh tinh tú ở trên trời, về cái sự vận hành của nó xoay quanh các quỹ đạo quay của nó với cái trái đất chúng ta, nó tác động đến lực trái đất như thế nào, tạo ra các yếu tố về trường khí như thế nào, tốc độ lưu thông khí, tốc độ lưu thông gió, nhiệt độ và độ ẩm ra làm sao, tác động đến với cái vận khí của các thành viên trong gia đình, đặc biệt là người trạch chủ, thì tạo ra cái yếu tố về cát và hung khác nhau đến với anh chị. Do đó rằng là các anh chị cần phải đo đạc cụ thể hướng nhà mình là hướng gì, chứ không phải là tháng 7 là tháng cô hồn tôi không làm được nhà, hay là tháng 7 tháng cô hồn tôi hãi tôi không dám động thổ sửa chữa gì cả, không liên quan điều này các anh chị nhé. Do đó giờ tháng 7 tháng Giáp Thân chúng ta hoàn toàn có thể xây mới được với cái nhà hướng Nam. Hướng Nam có giải độ từ 157,5 độ cho đến 202,5 độ, bao gồm ba sơn hướng là Bính Ngọ Đinh. Với hướng Nam năm 2020 chúng ta khai sơn là hướng Đại Cát. Do đó rằng là xây cái nhà mà tọa bắc hướng Nam, các anh chị hoàn toàn yên tâm xây nhà trong năm 2020 này hoàn toàn được. Và tháng 7 là tháng Giáp Thân, là một trong những tháng vượng để các anh chị có thể triển khai. Liệu ngoài tháng 7 ra còn các tháng nào khác không? Các anh chị vui lòng nghe lại các video trước từ tháng 1 đến tháng 6 để các anh chị có thể biết được rằng là với cái nhà mình là hướng Nam đấy, rơi vào ba sự hướng là Bính hoặc Ngọ hoặc Đinh thì tôi có thể xây dựng được vào tháng nào ngoài tháng 7 Giáp Thân. Thì các anh chị vui lòng theo dõi chuỗi video từ tháng riêng cho đến tháng 12 để nắm được chi tiết. Với cái việc đó là các cái sơn hướng khác thì chúng ta cũng không nên triển khai trong cái tháng 7 này. Chúng ta chỉ nên xây dựng được với nhà hướng Nam trong tháng 7 mà thôi. Tu tạo sửa chữa chúng ta cũng nên tu tạo sửa chữa được với cái phương vị Nam ở trong nhà. Phương vị tức là chúng ta tính từ tâm của ngôi nhà bằng cách lấy giao điểm của bốn cái góc nhà thì đứng ở giữa, chúng ta nhìn theo cái hướng nhà mình là hướng gì thì chúng ta xem là phương vị Nam nằm ở đâu. Có thể ở đây, có thể ở đây, có thể ở đây hoặc có thể ở đây. Thì chúng ta biết xem là hướng phương vị Nam đấy vào năm 2020 vào cái tháng 7 Giáp Thân thì chúng ta có thể tu tạo sửa chữa được. Phương vị tiếp theo đó là phương vị trung cung, tức là tại giữa nhà, chúng ta cũng có thể tu tạo sửa chữa được trong tháng 7 Giáp Thân. Với cái tháng 7 Giáp Thân đó là tháng để chúng ta tu tạo sửa chữa được với cái hạng mục trung cung. Trung cung tức là giữa nhà, với cái việc trung cung nó đóng quản khí của cả ngôi nhà, mà trong tháng 7 là tháng có thể tu tạo sửa chữa được. Do đó đây là cơ hội để các anh chị làm đến những cái hạng mục liên quan đến tu tạo sửa chữa yếu tố đại tu, tức là tu tạo sửa chữa toàn bộ ngôi nhà. Ví dụ các anh chị lập lại ngói, sơn lại toàn bộ ngôi nhà, hoặc là phá lại nền, lát lại nền, hoặc là lợp lại tôn, hoặc các yếu tố đại tu toàn bộ ngôi nhà thì các anh chị cũng thể triển khai vào trong cái tháng 7 âm lịch là cái tháng Giáp Thân này. Chúng ta tuyệt nhiên không có phải lo nó là tháng cô hồn các anh chị nhé.
Do đó rằng là để mà chi tiết hơn thì các anh chị hoàn toàn đo lại độ số hướng nhà mình, hoặc cũng có thể liên hệ với chúng tôi theo qua số 1900292 bấm nhanh số 2 để gặp đội ngũ trợ lý tư vấn của thầy Tam Nguyên để hướng dẫn các anh chị một cách kỹ càng nhất, hoặc cũng có thể đến văn phòng tại Hà Nội tại phòng 510 tòa nhà 34T đường Hoàng Đạo Thúy, cầu Giấy, Hà Nội để đội ngũ trợ lý của thầy Tam Nguyên hướng dẫn các anh chị một cách kỹ càng. Các anh chị cũng vui lòng đo đạc độ số cụ thể, nắm lại các năm sinh các thành viên trong ngôi nhà, cũng như rằng là mong muốn các anh chị một cách rõ ràng thì chúng tôi tư vấn các anh chị một cách dễ dàng nhất thông qua việc đó. Ngoài ra cái việc đánh giá yếu tố cách cục hình thế phong thủy của ngôi nhà các anh chị có được tốt hay không để xây dựng thì chúng ta cần phải khảo sát một cách thực tế, thì các anh chị cũng liên lạc với chúng tôi để có cơ hội được trực tiếp thầy Tam Nguyên cũng như đội ngũ kiến trúc sư trợ lý của thầy đến trực tiếp nhà anh chị để khảo sát làm việc với anh chị. Thì càng rõ ràng thông tin các anh chị sẽ thấy làm nhà là một chuyện đại sự và tự nhiên thay mọi sự nó thuận lợi, chứ không phải giống như việc là chúng ta làm nhà mà chúng ta lo lắng vì rằng là chúng ta chưa có nắm rõ kiến thức cho nên làm nhà trở nên lo lắng. Do đó rằng là nếu chúng ta rõ ràng kiến thức rồi, rõ ràng các thông tin rồi thì làm nhà nó trở nên một việc rất là hanh thông. Thì điều này Phong Thủy Tam Nguyên luôn theo sát các anh chị để hướng dẫn các anh chị một cách chi tiết nhất. Để mà thông tin hơn các cái kiến thức liên quan đến xây dựng nhà mới hoặc được tu sửa chữa, các anh chị cũng có thể đăng ký tham gia khóa học kích tài lộc 2020 tại cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia học, hoặc cũng có thể đăng ký khóa học online gửi tài liệu trực tiếp về nhà để các anh chị có thể học cái khóa kích tài lộc này để có thêm những kiến thức mới nhất. Đức Trung xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong chuỗi những video tiếp theo.